Hết ngày đau đầu như búa bổ, chỉ cần một cái huyệt này và mỗi một ngày anh chị em sẽ chấp hết tất cả các loại thuốc mà một cái huyệt này sẽ giúp cho mình hết ngày đau đầu. Chị gái em năm nay gần 50 tuổi rồi mà thường xuyên là đi làm nặng và trái gió trở rời là y chang cái đầu đau như búa bổ, và cứ uống thuốc thì hết đau mà hết thuốc lại đau lại. Thì mách với cô bác anh chị em mình một cái huyệt, đó chính là huyệt phong trì. Gia đình nhà mình hãy giơ hai cái ngón cái lên, sau đó mình đưa ra đằng sau và bấm vào cái điểm lõm này. Chỗ nào lõm thì đấy chính là huyệt phong trì ở phần cổ nha. Mình hãy ấn theo chiều kim đồng hồ từ bên trái sang bên phải. Mỗi một lần mình hãy ấn từ 3 cho đến 5 phút thì cái tình trạng đau đầu này, thiếu máu lên não này, khó ngủ, mất ngủ nó sẽ biến mất và không còn nữa. Và mình hãy nhớ thường xuyên áp dụng cái mẹo này, cái huyệt này trước khi đi ngủ. Và những ai mà có người thân, gia đình của mình thường xuyên bị đau đầu, khó ngủ, mất ngủ thì nhớ chia sẻ cho họ để chúng ta cùng nhau áp dụng và bảo vệ sức khỏe nha.